Thì hôm nay nhân ngày nhà cũng vừa mới đón Đức Phật về và hôm làm lễ để an vị Đức Phật ở tại chánh điện của ngôi chùa Bụt Mọc ở xã Quỳnh Bảo này. Thì hôm nay các sư về đây tham dự ở buổi lễ này và để cho các Phật tử cũng hiểu hơn về Đức Phật. Nên là hôm nay cái bài pháp hôm nay sư sẽ chia sẻ hay là giảng đến các Phật tử. Trong buổi sáng hôm nay sư sẽ giảng bài pháp có cái chủ đề là Đức Phật là ai. Thì các Phật tử có biết Đức Phật là ai không? Thì Đức Phật sẽ có giống với người bình thường hay khác với người bình thường ở cái gì? Thì tại sao ở tất cả các nơi, không những ở trên nước Việt Nam này mà khắp các nơi trên thế giới, rất là nhiều những quốc gia, những đất nước và tất cả những con người nhân loại này, người ta đều cung kính Đức Phật, đều đắp lên những cái hình tượng để tôn thờ Đức Phật. Thế Đức Phật là ai mà lại khiến cho mọi người phải cung kính, phải phụng thờ, phải kính lễ, phải cúng dường? Và khắp mọi nơi thì đắp lên những cái hình tượng Đức Phật, xây nên những cái ngôi chùa trang nghiêm, lộng lẫy để làm cái gì? Để tức là tất cả những cái điều đấy là để bày tỏ cái lòng thành kính, kính dâng lên Đức Phật. Vậy thì tất cả những cái gì tốt đẹp nhất ở trên thế gian này, người ta đều dành hướng đến Đức Phật. Tức là vậy thì Đức Phật là một bậc như thế nào, là con người như thế nào mà lại khiến cho tất cả những con người khác ở trên thế gian đều phải cung kính, đều phải kính lễ như thế? Vậy thì giờ mình là cái người Phật tử, mình là người theo đạo Phật, mình tôn thờ Đức Phật, phụng thờ Đức Phật, cung kính Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Tức là mình đang đi theo cái con đường của Đức Phật, thì mình cũng cần phải hiểu Đức Phật là người như thế nào. Vậy thì mình cần phải hiểu Đức Phật là ai. Thì cái danh từ Đức Phật là chỉ là một trong rất nhiều những cái danh hiệu, những cái danh từ để chỉ cho một con người mà có một cái trí tuệ, giác ngộ, chân lý. Thì Đức Phật chỉ khác với tất cả mọi người ở một cái trí tuệ hiểu biết. Chứ Đức Phật sinh ra cũng là con người, Đức Phật cũng được sinh ra đời cũng có cha, cũng có mẹ. Cũng sinh ra rồi cũng lớn lên, cũng đi học hành, rồi sau đó thì Ngài chỉ khác biệt với những người thế gian, đó là Ngài đã từ bỏ cái cuộc đời thế gian để đi xuất gia, để đi tu hành. Và Ngài là một bậc đắc đạo, là một người đầu tiên giác ngộ ra cái chân lý, tìm ra cái con đường giải thoát, giác ngộ, cho nên được mọi người tôn xưng là Phật. Thì Đức Phật ngoài cái danh từ Phật ra còn rất là nhiều các cái danh từ khác để chỉ cho một vị Phật nữa. Thì Đức Phật là ai, là người như thế nào? Thì Đức Phật là một cái vị hoàng tử. Thì Ngài là con trai của cái vị vua trị vì ở cái nước Ca Tỳ Na Vệ Ấn Độ. Ngài ra đời cách đây 2634 năm trước, tức là Ngài đã ra đời cách đây từ hơn 2.600 năm trước rồi. Đấy là cái ngày sinh của Ngài, là cái ngày rằm tháng tư âm lịch. Đấy là cái ngày mà Đức Phật đản sinh ra trên cái cuộc đời. Thì khi mà sinh ra thì Đức Phật cũng là một người rất là bình thường như mọi người khác. Nhưng mà chỉ có cái điều khác thường nữa, đó là Ngài là một cái bậc có những cái tướng hảo siêu phàm ngay từ lúc mới sinh ra. Các cái nhà tướng số đã thấy Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là một cái con người có cái sự hoàn hảo, có những cái phước lành lớn, có cái công đức lớn. Ngay từ khi mới sinh ra đã có nhiều những cái điểm lành khác thường xuất hiện ở trên cuộc đời. Ví dụ như là mới sinh ra Ngài có thể bước đi 7 bước trên 7 bông hoa sen, có thể nói lên được một cái lời, đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thì trên trời cõi nhân gian này ta là bậc tôn kính nhất, và đây là cái kiếp sống cuối cùng. Thì đấy là một cái điều là khác thường với tất cả những người bình thường khác, đó là ngay từ khi mới đản sinh, mới sơ sinh,
và đã có những cái điểm hy hữu hiếm có ở trên cuộc đời mà hầu như là khắp nhân loại trần gian này chưa có một cái ai vừa mới sinh ra trên đời có thể bước đi được 7 bước, và đó chỉ có một con người duy nhất, đó chính là Đức Phật. Nhưng mà lúc đấy Ngài chưa thành Phật, sau đó Ngài vẫn là một cái em bé bình thường, vẫn được chăm sóc, vẫn được nuôi dưỡng, vẫn được lớn lên hàng ngày. Và Ngài là một cái vị hoàng tử, thì có cái phận sự, có cái nhiệm vụ sau này sẽ trở thành một cái vị vua để thay thế cho vua Tịnh Phạm Vương, sẽ trị vì cái nước Ca Tỷ Na Vệ Ấn Độ đấy. Nhưng mà khi mà lớn lên thì Ngài luôn có một cái điều trắc trở, luôn có một cái điều thắc mắc trên cuộc đời này, tại sao lại có cái người già, người bệnh và người chết. Thì có một cái điều khác thường đối với những người bình thường khác, như là nếu như mình là một cái con người, mình thấy một người già, mình sẽ nghĩ đó là cái chuyện thường tình. Mình thấy một người bệnh thì đó là chuyện thường tình, người chết thì đó là chuyện thường tình. Nhưng đối với một cái vị hoàng tử mà Ngài đã vốn là một vị Bồ Tát, đã tu rất nhiều đời, nhiều kiếp rồi, cái kiếp này là cái kiếp sinh ra để trở thành một vị Phật mà thôi. Cho nên là nó có những cái nỗi niềm nó thao thức, những cái sự thôi thúc ở trong lòng, đó là phải giác ngộ ra các cái chân lý, các cái sự thật để dẫn dắt chúng sinh đi vào cái con đường an vui, thoát khỏi cái khổ đau sinh tử. Vì vậy cho nên là Ngài thấy cái nỗi già là một nỗi khổ, bệnh là nỗi khổ, chết là nỗi khổ. Con người ta sống ở trong cái già bệnh chết, nhưng người ta không có cái sự thức tỉnh. Người ta cứ nghĩ rằng đời mình còn trẻ, còn đẹp, còn sống lâu, còn sống mãi. Người ta không biết rằng là mình đang già đi từng ngày, đang bệnh từng ngày và đang chết từng ngày. Đấy là cái tâm lý thông thường của thế gian. Vì vậy nên là thế gian này mới gọi là mê muội, si mê, không biết là ngày mai mình sẽ chết. Cho nên là hôm nay sống không có cái sự chuẩn bị gì cho cái chết ở ngày mai cả. Vì vậy nên là hàng ngàn, hàng vạn người trên thế gian này chết thì đa số là phải đọa xuống địa ngục, đọa vào làm súc sinh, đọa vào các cái ngã quỷ khổ đau. Rất ít người được sinh trở lại làm người, được sinh thiên giới, chứ chưa nói gì đến một người có thể chấm dứt được luân hồi sinh tử. Thì Đức Phật quyết, khi mà Ngài thấy cái cảnh già bệnh chết thì Ngài quyết định đi tìm một cái con đường chấm dứt khổ đau sinh già bệnh chết. Thì khi thấy một cái vị sa môn đang ngồi thiền ở dưới gốc cây, Ngài lại mình hỏi một cái vị sa môn đó là ngồi thiền để làm cái gì. Thì cái vị sa môn đó mới trả lời là ngồi thiền là con đường để chấm dứt khổ đau, ngồi thiền là để giác ngộ chân lý, để giải thoát khỏi sinh già bệnh chết. Thì ngay lúc đấy cái vị hoàng tử, vị thái tử Tất Đạt Đa bừng tỉnh, thực tỉnh ra rằng là trên cái cuộc đời này dù có mình có được tất cả những cái quyền lực, có được danh vọng, có địa vị, có tài sản, có tất cả những cái hạnh phúc trên thế gian, nhưng mà tất cả những cái hạnh phúc đó là phù du, là giả tạm. Dù mình có làm vua chúa, có đầy đủ mọi thứ, nhưng cũng không thể thoát khỏi cái già, cái bệnh và cái chết được. Vì vậy nên là trần gian, thế gian này có cái ý nghĩa gì nếu như mình không chấm dứt được khỏi sinh già bệnh chết. Cho nên là Ngài mới quyết định từ bỏ cái đời sống vương giả, từ bỏ cái địa vị quyền lực vua chúa để trở thành một vị sa môn, để đi xuất gia, cạo đầu, mặc áo cà sa, hàng ngày khất thực xin ăn, và hàng ngày về dưới gốc cây để ngồi thiền tĩnh tọa, để phát triển tâm linh, để khai mở tâm linh, để giác ngộ ra các chân lý, ra các sự thật. Chính vì vậy cho nên là khi Đức Phật thì khi mà lúc đấy Thái tử Tất Đạt Đa muốn đi xuất gia, nhưng vua cha không có đồng tình, không cho đi. Cho nên là Ngài phải trốn khỏi hoàng cung và đi đến một cái nơi rất là xa xôi, và hàng ngày ôm bát khất thực xin ăn, rồi sau đó về dưới gốc cây và ngồi thiền. Trải qua một thời gian dài 6 năm tu khổ hạnh, sau đó thì Ngài đã ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Và cái phương pháp đó là Ngài chú tâm vào hơi thở, nhận biết cái hơi thở vào ra và tâm nhập định. Khi tâm nhập định thì tâm ấy ly dục, ly các cái bất thiện pháp và chứng vào các cái tầng thiền định tĩnh thâm sâu. Khi chứng vào các tầng thiền định tĩnh thâm sâu rồi thì Ngài mới hướng tâm về các đời sống quá khứ. Ngài mới thấy được rằng thì ra đời trước, trước khi mà tái sinh xuống cõi nhân gian này, vị Bồ Tát ấy là một vị thiên chủ ở cõi trời đâu suốt.
Và Ngài hết cái tuổi thọ ở cõi trời đâu suốt đó, Ngài đã sinh xuống cái cõi nhân gian này và để tu tập, để trở thành một vị Phật. Thì Ngài tiếp tục tư duy, thực hành thiền như vậy, cho đến khi Ngài chứng được thiên nhãn trí. Thì từ cái thiên nhãn ấy, một vị Phật, một cái vị ấy có thể thấy các cái kiếp sống, các cõi sống khác nhau mà cái mắt thường con người không thấy được. Ngài thấy rằng là có những chúng sinh sống ở trên đời làm những cái việc tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời phủ phiếm, nói những cái lời độc ác, có tham dục, có sân hận, có tà kiến, làm những cái việc theo tà kiến, phỉ báng các bậc thánh, đi theo cái con đường tà đạo, thì những chúng sinh ấy khi chết phải đọa vào địa ngục, đọa làm súc sinh, đọa làm ngã quỷ, đọa vào những cái cõi khổ đau. Còn những cái con người nào, những cái chúng sinh nào khi sống ở trên đời này, người ta không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói cái lời chia rẽ, không nói cái lời nhảm nhí, không nói những lời độc ác, không có tham dục, không có sân hận, không có tà kiến, không phỉ báng các bậc thánh, không làm các cái việc tội lỗi theo tà kiến, thì những cái chúng sinh ấy, những con người ấy khi chết thì người ta sinh lại làm người, được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ. Nếu cái phước đấy lớn hơn nữa thì những chúng sinh đấy sẽ sinh về cái cõi trời, cõi thiên giới, trở thành những cái vị thiên thần. Nếu những cái người mà tu tập thì sẽ chấm dứt được luân hồi khổ đau sinh tử. Vậy thì có rất nhiều cõi sống khác nhau mà cái con mắt thường của một con người chỉ nhìn thấy được những cái trước mắt mình là những cái sắc khô thiệt, còn những cái sắc vi tế của những cái chúng sinh vô hình, của những cái chúng sinh ở cõi trời là mắt thường mình không thấy được. Những cái ngã quỷ lang thang vất vưởng ở trên thế gian này, mắt thường con người không thấy được. Có những cái cõi địa ngục vô hình nằm sâu thẳm trong lòng đất mà có mắt thường không thấy được. Nhưng bằng cái thiên nhãn, bằng cái tuệ nhãn, bằng cái trí giác của mình thì Đức Phật thấy được những cái điều đó. Cho nên Đức Phật thấy có 8 tầng địa ngục, có vô số những cái tiểu địa ngục, vô số những cái đại địa ngục, vô số những chúng sinh đọa trong địa ngục. Có các cái cõi thiên giới, có rất nhiều các cái tầng trời từ thấp đến cao, được gọi là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Lúc đấy Đức Phật mới đi tìm hiểu nguyên nhân gì, lý do gì, tại sao chúng sinh cứ phải luân hồi tái sinh. Thì lúc đấy mới tìm hiểu, mới hiểu ra rằng là cái chúng sinh đi luân hồi tái sinh là do cái trí tuệ, do cái tâm thức của chúng sinh bị ô nhiễm, bị phiền não, bị dục tham chi phối, bị sân hận chi phối, bị ngu si tà kiến chi phối, bị những cái ảo tưởng nó chi phối, không hiểu ra sự thật, không thấy các sự thật, không giác ngộ các sự thật. Vậy thì nếu như một chúng sinh nào hiểu ra sự thật, thấy được sự thật, giác ngộ sự thật, thì những cái chúng sinh đấy sẽ đoạn trừ được phiền não, sẽ chấm dứt được luân hồi tái sinh, sẽ chứng ngộ niết bàn, sẽ giác ngộ chân lý. Vậy thì cần làm sao để mà đoạn trừ được những phiền não ấy, làm sao để mà giác ngộ được các sự thật ấy, thì những cái chúng sinh ấy cần phải có phát triển lên cái trí tuệ để quán về cái thân, để quán về cái tâm, để thấy được cái thân năm uẩn này nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc đấy cái vị Bồ Tát bắt đầu mới quán cái thân này, nó là sắc thân, nó là cái thân tứ đại, nó có những cái nó thuộc về địa đại, là thuộc về đất. Cái thân của mình ấy, nó có những cái phần như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá nách, phổi, ruột, màng, thì cái đấy nó thuộc về đất. Có những cái như là mật đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu ấy, thì đấy nó thuộc về nước. Cái mà nó có cái hơi thở vào ra, gió trong bụng, gió trong ruột, gió ở tứ chi của mình ấy, đó nó thuộc về phong đại, là gió. Còn nó có cái hơi ấm, nóng lạnh trong người, nó thuộc về nửa. Thì cái đất, cái thân con người này là đất, nước, gió, nửa. Thì hàng ngày mình ăn những cái thức ăn ở ngoài và mình ăn cơm, ăn cháo, ăn tất cả những cái thức ăn đấy. Đấy là mình đang mượn cái đất ở ngoài, nuôi dưỡng cái đất ở bên trong mình. Mình phải uống nước vào, nếu không thì nó sẽ thiếu nước. Thì đấy là mình đang mượn cái nước ở ngoài, làm nuôi dưỡng cái nước ở trong mình. Mình cần phải phơi nắng này để nó hấp thụ cái hơi ấm ở bên ngoài. Không có cái hơi, cái cơ thể của mình nó thiếu hơi ấm thì nó cũng chết. Mình cần phải hít thở cái không khí để nó có oxy nuôi dưỡng trong người. Vậy cái thân này nó là đất, là nước, là lửa, là gió. Nhưng nếu một người nào mà mình hiểu ra, mình giác ngộ ra, mình biết là cái thân này là đất, nước, lửa, gió,
nó không phải là một cái gì đó nó quá quý báu mà mình lầm tưởng đây là thân ta, là của ta, là tự ngã của ta. Như những cái đất nước lửa gió khi nó ở bên ngoài thì mình coi nó là đất nước lửa gió bình thường, nhưng khi nó vào trong người thì mình bảo đây là tôi, là của tôi, đất nước này lửa gió này là của tôi, thì đấy là một cái si mê không hiểu ra các sự thật. Thì Đức Phật là một người thấy các cái sự thật, hiểu ra được cái thân này là tứ đại, cho nên gọi là thân sắc, rồi là thọ tưởng hành thức, các cái tâm thức của con người cũng vậy. Những cái tâm ấy nó sinh khởi, tại sao mình sinh lên tâm tham? Đó là do mình nhìn thấy cái gì nó đẹp, là mình nghĩ rằng nó đẹp thôi, nhưng mà chưa chắc nó đã đẹp. Nhưng mà do mình bị ảo tưởng, mình không thấy cái sự thật của nó, thì đấy là mình sinh lên tâm tham. Tại sao có lúc mình sinh lên tâm sân? Đó là khi mà mình thấy một cái gì mình chán ghét, mình không ưa thích. Thì cái không ưa thích đấy cũng là do tự mình khởi lên, cho nên là mình sinh lên cái tâm sân hận. Tại sao mình sinh lên cái tâm si? Đó là do mình không hiểu đúng cái sự thật của nó. Một cái người không biết, không thấy, không hiểu các sự thật thì đó là si mê, hoặc hiểu sai sự thật là tà kiến. Tại sao mình sinh lên những cái tâm thiện? Thì đó là do khi mình có cái lòng từ bi thỉ xả. Tức là lòng từ bi khi mình mong muốn cho một cái người khác được những điều tốt đẹp thì mình sẽ sinh lên những cái tâm từ ái. Khi mình mong muốn cho một cái người khác mà thoát khỏi những khổ đau, đó là sinh lên cái tâm tích tình thương. Khi mình vui mừng với những cái sự tốt đẹp của người khác, đó là cái tâm hoan hỷ. Khi mình thấy được, mình hiểu được cái sự thật là mỗi người sẽ là chủ nhân của nghiệp, tức là mỗi một người là cái chủ của những cái hành động. Mình tạo cái nghiệp thiện thì mình gặp những điều này, tạo ra những cái nghiệp ác, làm những cái hành động tội lỗi thì mình sẽ phải chịu quả khổ đau. Một cái người hiểu các cái sự thật như thế là cái người có trí tuệ, là một cái người có cái tâm hỷ xả. Hay một cái người hiểu ra các sự thật là cái thì sẽ khởi lên những cái tâm thiện, khởi lên những cái tâm cao thượng. Còn những cái người hiểu sai sự thật thì sẽ khởi lên những cái tâm hạ liệt, thấp kém. Thì một cái người hiểu về thân, hiểu về tâm, hiểu về cái nguyên nhân của cái luân hồi tái sinh là do cái sự ảo tưởng, là do cái sự vô minh, là do cái sự thiếu cái sự hiểu biết sâu xa về cái thân tâm của con người. Vậy thì Đức Phật mới hiểu ra sự thật của cái thân tâm này, nó sinh lên rồi nó phải diệt đi, cho nên là hiểu ra cái sự vô thường, cái gì hiểu ra cái khổ, hiểu ra cái vô ngã ở trong cái thân và cả cái tâm. Cho nên là Đức Phật đã giác ngộ được chân lý, giác ngộ ra các cái sự thật. Thì từ lúc đấy mà đi thì Đức Phật khác với một cái con người bình thường khác ở cái chỗ đó là con người bình thường này không có túc mạng minh, tức là không nhớ được những cái kiếp sống quá khứ của mình. Không có một ai trên đời này mà nhớ được về những kiếp sống quá khứ của mình. Mình sinh lại cõi đời này quên hết luôn quá khứ, không nhớ mình từ đâu mà sinh về đây, và cũng không biết tương lai chết ở đây mình sẽ sinh về đâu. Còn Đức Phật thì do cái sự thực hành các cái pháp thiền định thâm sâu, cho nên Ngài mới nhớ được về các cái đời sống quá khứ. Vậy cho nên Ngài có một cái trí tuệ khác với người bình thường, đó được gọi là túc mạng trí hay là túc mạng minh, là nhớ được những cái kiếp sống quá khứ từ một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, hàng trăm, hàng ngàn đời. Ngài có thể nhớ được cả những nét đại cương và chi tiết từ những cái kiếp quá khứ, Ngài đã sinh ở đâu, đã làm những cái cõi, ở cái cõi nào và sinh lại cái cõi người này. Và Ngài cũng biết là trong tương lai khi chết ở cõi này Ngài sẽ đi về đâu. Nhưng một vị Phật thì khi chết ở cõi đời Ngài chỉ chứng Niết Bàn thôi, Ngài nhập Niết Bàn và Ngài không tái sinh về đâu nữa. Nhưng Ngài sẽ biết được những người khác khi chết sẽ sinh về đâu. Ngài sẽ biết là cái người này khi chết rồi họ sẽ phải đọa xuống địa ngục. Bởi vì sao họ phải đọa vào địa ngục? Bởi vì Ngài nhìn thấy là họ đang làm những cái việc tội lỗi, họ đang làm những việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nên khi chết họ đọa vào địa ngục. Ngài biết rằng người này khi chết sẽ đọa làm súc sinh, bởi vì người ta si mê, người ta không biết phải trái chánh tà, đúng sai, thật giả, nên khi chết họ phải đạo làm súc sinh. Ngài biết là có người khi chết phải đọa làm ngã quỷ, vì Ngài biết là cái ngã quỷ thì đói khát, tham tham bỏn sẻ. Ngài biết là người nào sống trên đời này không biết bố thí, không biết có cái tâm, không có cái tâm hào phóng, không biết làm những cái việc phước thiện, mà luôn luôn có cái tâm tham nam, mong cầu, tham cầu vơ vét, rồi là quá là tham ái dính mắc với tài sản, với người thân, với nhà cửa, cái tâm tham đắm ái luyến đấy khi chết sẽ làm cái ngã quỷ, làm những cái quỷ đói,
đi lang thang vất vưởng, không có cái gì để ăn. Ngài sẽ biết được là một cái người nào sẽ chết sẽ sinh lại làm người. Đó là Ngài biết là cái người này sống giữ được năm giới, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nên Ngài biết là chắc chắn người này chết sẽ sinh lại làm người tiếp. Ngài cũng biết là có những người sẽ chết sẽ sinh làm thiên giới, vì Ngài biết rằng cái người này biết giữ ngũ giới, hành thập thiện, cho nên Ngài biết là họ sẽ tương lai họ sinh về các cái cõi trời, hưởng những cái phước lành cao thượng phù thắng. Ngài cũng biết rằng có những người khi chết rồi sẽ chứng niết bàn, đó là những người tu hành đắc đạo, giống như Ngài, những người nào đã đoạn trừ được tham dục, đoạn trừ được sân hận, đoạn trừ được si mê tà kiến, thì cái người đấy sẽ đắc đạo quả, sẽ chứng ngộ niết bàn, sẽ chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh. Và lúc đấy thì Đức Phật giác ngộ như thế là Ngài có túc mạng minh như vậy, mà cái người thường không có, nên Ngài cao thượng hơn ở cái trí tuệ hiểu biết sâu xa. Ngài có thiên nhãn trí, Ngài thấy được cõi địa ngục, thấy cõi thiên giới, thấy các cái cõi sống khác nhau. Vì vậy cho nên Đức Phật cao hơn những cái con người bình thường khác, vì Ngài có thiên nhãn, Ngài thấy được những cái cảnh giới cõi sống đó. Và Ngài có được một cái gọi là nộng tận trí, tức là đoạn trừ hết phiền não. Ngài không có tham dục, không có sân hận, không si mê tà kiến, không có bất cứ một tí phiền não nào còn ngủ ở trong tâm nữa. Thì đấy là cái điều khác thường, khác biệt giữa Đức Phật và một cái người bình thường. Còn tất cả những người phàm phu bình thường ở trên thế gian này, mình thì khác với Đức Phật là vì còn có những cái phiền não tham lam, sân hận, giận hờn, tà kiến, si mê, còn làm những cái việc tội lỗi về thân, còn nói những cái lời xấu xa bất thiện, những cái tội lỗi về lời nói, khẩu nghiệp, còn có những cái suy nghĩ mông lung, còn có những cái tâm ý năng xăng tán loạn, còn có những cái phiền não khởi lên, thì đó là cái người phàm phu bình thường. Thì đấy là cái sự khác biệt giữa Đức Phật và một cái người thường khác. Và khi mà đã trở thành một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác rồi, thì lúc đấy Đức Phật cũng có những cái năng lực thần thông siêu phàm khác thường với những người bình thường khác, đó được gọi là tam minh lục thông. Và cái tam minh đấy là túc mạng minh, thiên nhãn minh, nậu tận minh. Ngoài ra Ngài còn có một cái thần thông khác, đó là có tha tâm minh. Tha tâm minh có là ai suy nghĩ bất cứ một cái điều gì tốt hay xấu, Đức Phật biết hết. Dụ như khi Đức Phật còn ở trên thế gian, Ngài có thể ngồi trước một cái hội chúng đông đảo mọi người, thuyết giảng Phật Pháp cho mọi người lắng nghe. Và nếu như mà trong tâm ai khởi lên bất cứ một cái suy nghĩ tốt nào, Ngài biết là người này đang suy nghĩ những điều tốt. Ai mà khởi lên một cái suy nghĩ xấu xa nào, Ngài biết ngay là người này đang suy nghĩ những điều xấu. Ngài biết rõ được cái tâm của chúng sinh như thế, dù khởi lên một cái suy nghĩ rất là nhỏ bé, Ngài cũng biết rõ, đấy được gọi là tha tâm trí, hay gọi là cái trí tha tâm thông. Và Ngài có cái thiên nhãn, thiên nhĩ thông, tức là dù một cái người có ở cái khoảng cách xa bao nhiêu mà đang nói chuyện một cái điều gì, thì Đức Phật chỉ cần hướng cái tai đến là Ngài nghe được những cái âm thanh ở những cái khoảng cách rất xa. Vậy nên là Đức Phật có thể nghe được các vị chư thiên nói chuyện gì, một vị Phật có thể nghe được những cái kêu na thảm thiết của những chúng sinh ở dưới địa ngục. Ngài chỉ cần hướng cái tâm của mình, hướng cái tai của mình, cái nhĩ thức của mình đến bất cứ đâu là Ngài sẽ nghe thấy những cái chúng sinh ở nơi đấy nói chuyện gì. Đấy được gọi là tha tâm, được gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Và Đức Phật còn có một cái thần thông đặc biệt khác nữa, đó là thần túc thông. Thần túc thông tức là Đức Phật có thể bay trên hư không như con chim, ngồi kiết già trên hư không. Ngài có thể biến ra được từ một người, biến ra hàng ngàn người biến thành một người. Có thể đi ở trên nước như đi trên đất liền, hay độn thổ trồi lên ở dưới, ở trên đất như ở trên nước. Ngồi kiết già trên hư không, hay là một vị Phật có thể đi đến các cõi trời, đi đến các cõi phạm thiên trong một cái khoảng thời gian như một cái người búng một cái ngón tay, hay là từ một cái khoảng thời gian rất ngắn như một cái người nực sĩ từ cánh tay đang co lại duỗi ra, hay là từ cái cánh tay đang duỗi ra mà co lại, trong một cái khoảng thời gian rất ngắn đấy thôi, Ngài có thể đi từ nơi này đến nơi kia, đi từ cõi người đến cõi thiên giới, đi đến các cái cõi phạm thiên giới. Ngài có thể thuyết pháp ở các cái hội chúng của các vị trạng thiên và chư thiên, ở loài người, ở khắp mọi nơi trên thế gian. Mặc dù là như vậy, mặc dù là một vị Phật có cái năng lực siêu phàm, là một bậc thánh nhân, một bậc phi thường, một bậc vĩ đại ở trong tam giới như thế, nhưng mà Ngài cũng là một con người, không phải là một cái thiên thần.
Ai cũng là một con người bằng xương bằng thịt, là một cái con người rất bình thường cũng được sinh ra, cho nên phải thuận theo cái quy luật tự nhiên, có sinh thì phải có già, có bệnh và có chết. Cho nên là một vị Phật vậy, ngài cũng chỉ sống được 80 tuổi thôi, ngài không có sống mãi, không có sống hơn, không có sống lâu dài hết. Thì cũng chỉ 80 năm sau là Đức Phật cũng nhập Niết Bàn, cũng già bệnh chết như con người bình thường khác. Và sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì một người ta cũng đem cái xác thân Đức Phật cũng nên một lập nên một cái đài hỏa táng, hỏa thiêu Đức Phật. Và sau khi thân xác cháy hết đi thì cô đọng lại thành những viên xá lợi. Thì Đức Phật để lại 84.000 viên xá lợi. Và sau đó các cái vị vua chúa ở khắp các cái cõi Ấn Độ đã phân chia những cái xá lợi đó ra và tôn thờ khắp mọi nơi. Thì lúc ấy, khi trước khi chết thì Đức Phật có dặn rằng là sau khi ta nhập Niết Bàn rồi thì mọi người hãy nương vào những lời dạy của ta mà thực hành. Tức là nương vào pháp của ta, nương vào giới luật của ta mà thực hành. Pháp của ta, những cái lời dạy của ta còn thì giống như ta còn ở trên đời vậy. Khi nào mọi người còn giữ những cái giới luật của ta, giống như là mình là một cái người Phật tử, mình cần phải học pháp và cần phải giữ những cái giới luật của Đức Phật. Như ngày nào mình còn giữ những cái giới là thọ trì tam quy và ngũ giới thì ngày đấy Phật pháp còn tồn tại. Ngày nào mình còn nhớ đến những cái lời Phật dạy thì cái ngày đấy là giống như Đức Phật cũng còn tồn tại trên cuộc đời. Và khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì lúc đấy sẽ có hai cái cách phụng thờ Đức Phật. Một là mình sẽ tôn thờ những cái xá lợi của Đức Phật. Xá lợi tức là khi Đức Phật hỏa thiêu sẽ còn để lại những viên xá lợi, thì xá lợi đấy tượng trưng cho kim thân của Đức Phật và những người Phật tử thuần thành mộ đạo. Thì người ta sẽ xây nên những cái bảo tháp nguy nga tráng lệ và người ta sẽ tôn thờ. Và thứ hai nữa là đắp nên những cái hình tượng để tôn thờ Đức Phật. Đắp nên những cái hình tượng là những cái hình tượng là để tượng trưng cho Đức Phật giống như Đức Phật còn ở đời. Thì mình đắp nên những cái hình tượng ấy để tưởng nhớ về Đức Phật. Chứ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, với một cái người phàm bình thường thì người ta đến chùa, người ta lễ Phật, người ta coi rằng Phật sẽ ban được cho tài, ban lộc, ban được sức khỏe, ban được cái sự giàu sang, vinh hoa, phú quý. Thì nếu như một cái người suy tư, suy nghĩ như vậy là không đúng với tư tưởng của Đạo Phật. Đức Phật không có ban, mà Đức Phật chỉ là một cái người truyền dạy giáo pháp. Vậy thì người ta thường là mong cầu được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, người ta mong cầu như thế. Nhưng Đức Phật không có ban, ngay khi Ngài còn sống ở trên đời, Ngài cũng chẳng ban cho ai được cái điều đó. Nhưng Ngài có thể chỉ dạy được những cái điều đó. Ai mong muốn cái điều gì thì Ngài sẽ dạy cho người đó biết cách làm cái việc gì để đạt được điều đó. Ví dụ như một cái người mong muốn rằng là sống ở trên đời là mình phải có cái sức khỏe, phải có được cái tuổi thọ dài. Thì Đức Phật dạy là muốn có sức khỏe thì cần phải bố thí cho người khác, ăn uống, chăm sóc bệnh tật cho người khác. Đấy là cái nhân để được khỏe tương lai. Muốn có tuổi thọ dài thì Ngài dạy là đừng có sát sinh, đừng có giết hại mạng sống của chúng sinh khác, thì mình sẽ sau này sẽ không có ai giết mình, không ai làm hại mình cả. Thế đấy là chứ không phải là Đức Phật ban cho, mà Đức Phật chỉ dạy cho mình được tất cả những mình muốn cầu cái gì, Ngài cũng ban, Ngài cũng chỉ dạy cho mình đạt được điều đó, nhưng mình phải làm việc đó. Vậy thì Đức Phật giống như một cái bậc thầy chỉ đường, ai muốn đi đến đâu, đây là một cái bậc thầy và thông hiểu rất là rõ các cái con đường đi đến các cái nơi khác nhau. Đây là cái con đường đi đến an vui, hạnh phúc khác nhau, nên là Đức Phật chỉ dạy và mỗi người cần phải thực hành những cái lời dạy đấy thì mới đạt được cái mà mình mong cầu. Ai mà muốn giàu có thì Đức Phật không có ban tài sản được, và Đức Phật chỉ dạy là muốn giàu có thì thứ nhất đừng có trộm cắp của ai, thứ hai là phải chịu khó làm việc bố thí và cúng dường. Giống như là một cái người mình muốn có ăn thì mình cần phải đi cải cấy, cần phải đi trồng trọt, giống như một cái hạt giống gieo xuống đất thì sau này mình sẽ được hưởng những cái thành quả đấy. Cũng như vậy, để trong những cái đời sau mình sinh ra được giàu sang, dễ dàng làm ra những cái tài sản, thì bây giờ mình cần phải gieo những cái hạt giống như là bố thí và hãy cúng dường làm những cái việc công đức phước lành. Thì đấy là những cái phước lành cao thượng. Và cũng như một cái người gieo hạt giống thì người ta phải chọn những cái mảnh đất màu mỡ tốt đẹp, ít những cái cỏ dại. Người ta gieo xuống thì nó mới mọc lên những cái cây tốt tươi và có cái mùa màng tốt được. Cũng như vậy, cái người bố thí phải chọn những cái nơi nào là những cái mảnh ruộng phước điền lớn, màu mỡ tốt đẹp, thì
Đức Phật dạy là muốn cho mình có được cái thành quả tốt, mình hãy bố thí cúng dường đến những người không có tham, không có sân, không có si. Mình hãy cung kính, hãy cúng dường, hãy phục vụ những cái người không có tham sân si, thì cái công đức nó mới có. Còn nếu như mà mình mà giúp đỡ hay cúng dường hay là bố thí cho những người có tham sân si thì giống như là một cái người gieo xuống những cái mảnh ruộng cằn cỗi và sau này nó sẽ cho ra cái quả kém. Còn nếu mình gieo vào cái mảnh ruộng tốt không có tham sân si thì được cái phước lành lớn. Đấy là cái cách mà Đức Phật dạy. Một cái người muốn giàu sang thì phải bố thí, hay là một cái người mà muốn là mình có được cái đời sống hạnh phúc, gia đình bị vững bền yên ấm, mọi người thương yêu nhau, thì Đức Phật dạy là mọi người thì cần phải giữ giới không tà dâm, nghĩa là cần phải có cái đời sống chung thủy, một vợ một chồng, không có cướp vợ cướp chồng của người khác, không có làm tan vỡ cái hạnh phúc gia đình của người khác, thì sau này cũng sẽ không có ai người ta xâm phạm, người ta làm tan vỡ cái gia đình của mình. Đấy là cái sự thật. Hay là một cái người sống ở trên đời muốn là được mọi người phải yêu quý, mọi người kính nể, mọi người tin tưởng, tin cận, thì Đức Phật sẽ dạy là hãy giữ giới không nói dối, mình hãy sống cái hạnh chân thật. Sống chân thật thì đi đến đâu mọi người cũng coi mình như là những cái bà con quyến thuộc, mọi người sẽ coi mình là những cái người thân thuộc trong là cái người thân của người ta. Dù sinh ra không cùng là một cái dòng giống máu mủ, nhưng nếu như mà mình là người sống chân thật, đi đến đâu người ta cũng coi mình như những người thân. Còn nếu một cái người giả dối, một cái người mà không chân thật, dối trá, lừa gạt, lừa đảo, thì mình sống ở trong nhà, mọi người ở nhà cũng coi mình như những người xa lạ, những người thân cũng coi mình như những người xa lạ. Còn mình sống chân thật, những người xa lạ sẽ coi mình như những người thân. Vậy thì đấy là Đức Phật mới dạy, mình hãy sống như thế. Còn mọi người mong muốn là mình phải có cái trí tuệ, thì Đức Phật sẽ dạy mình là đừng có uống rượu và các chất say thì sẽ có trí tuệ. Người nào uống rượu và các chất say sẽ trở nên ngu si, đần độn, dốt nát. Bởi vì một cái người có trí tuệ là một cái người biết xấu hổ những điều đáng xấu hổ, biết ghê sợ những điều đáng ghê sợ. Như là một cái người sống ở trên đời này mà không biết xấu hổ, không biết ghê sợ, họ sẽ làm những cái việc xấu xa, họ sẽ làm những cái việc độc ác, tội lỗi. Thì dần dần những cái người đấy, người ta sẽ tạo ra những cái tội lỗi và người ta sẽ phải chịu những cái hình phạt khi còn sống, chịu những cái hình phạt của pháp luật, của vua quan, và khi chết họ sẽ chịu những cái hình phạt của các cái diêm vương, của các cái dạ xoa, của các cái quỷ sứ ở dưới địa ngục khổ đau. Khi chết họ phải làm súc sinh. Khi sinh lên cõi đời này thì những cái người mà từ súc sinh mà sinh lại làm người thì họ rất là ngu si, họ không có hiểu được những cái pháp sâu xa, họ không có hiểu được những cái văn hóa, dù họ có học bao nhiêu nhưng mà cái ngu si do làm súc sinh, sinh lại cõi người này mãi không khôn lên được. Vậy nên là ở trên cõi đời này có những cái người mà từ súc sinh sinh lên họ cho nên rất là ngu si, có những cái người từ ở cõi thiên giới sinh xuống cái cõi người này cho nên ở cõi người này có những người sống rất là thánh thiện, có những cái người từ địa ngục ngã quỷ sinh lại thành người này cho nên là họ rất là hung dữ độc ác, có những cái người từ cõi người sinh lại làm người này cho nên là họ còn có những cái văn hóa, những cái nhân cách của con người cũng rất là giỏi giang sâu xa. Vậy thì ở cõi người này sẽ muôn hình muôn dạng cùng là cái thân người, nhưng vì mỗi người ở một cái cõi sống khác nhau sinh lại cho nên là mỗi người có tính cách khác nhau, và cũng ở cái cõi người này mà chết đi thì có người lại sinh về địa ngục, có người sinh làm ngã quỷ, có người lại sinh làm súc sinh, có cái người lại sinh lại làm người, có cái người lại sinh về thiên giới, có cái người thì trở thành thánh nhân, có cái người vẫn là phàm nhân, có những người đi đến cái nơi cao thượng, có những người đi xuống cái đọa xứ hạ liệt thấp kém. Vậy đấy là cái cõi sống cõi người này nó khác nhau, cho nên là chỉ cái người nào mà được học Phật pháp, được tu tập là cái người đang tiến hóa cái nội tâm, tức là cái giáo pháp của Đức Phật dạy cho một cái người phải tiến hóa cái nội tâm. Mình muốn biết rằng tương lai của mình sẽ đi về những cái cõi cao thượng hay thấp kém thì mình hãy xem cái tâm của mình nó ô nhiễm hay nó thanh tịnh. Nếu như cái tâm của mình nó ô nhiễm thì mình sẽ đi về cái nơi thấp kém. Nếu như cái tâm của mình ấy, nó cứ bị chìm đắm bởi dục tham, bởi sân hận, bởi cái hiểm hận, ngu si, tà kiến, không có hiểu biết chánh tà đúng sai, rồi từ những cái tâm ô nhiễm đấy, những cái tâm phiền não đấy, những cái tâm nó đầy những cái tham dục sân hận si mê đấy, nó mới sinh ra những cái hành động tội lỗi, làm những cái việc xấu xa,
sát sinh, đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, trộm cắp, tà dâm, dối trá, uống rượu, trẻ tham lam, ham chơi, ham ngủ, ham làm những việc xấu. Còn nếu như là một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm mà nó vô tham, vô sân, vô si, thì cái người đấy sẽ có những cái hành động thiện này, sẽ biết tránh xa những cái điều tội lỗi, biết làm những cái điều tốt đẹp, biết thu thúc thân tâm, biết hướng về những cái điều thiện này, làm những cái việc lợi lạc cho mình và cho người khác. Thì đấy là một cái người chỉ cần hướng vào cái tâm của mình biết được cái tâm tương lai của mình sẽ thấp kém hay là cao thượng. Thì đấy là cái giáo pháp của Đức Phật, là dạy cho con người ta sửa đổi cái tâm, thay đổi cái tâm, làm thanh tịnh cái tâm, gột rửa cái tâm, từ cái tâm ô nhiễm trở thành cái tâm thanh tịnh, từ cái tâm phiền não trở thành một cái tâm bồ đề cao thượng, từ một cái tâm tham lam trở thành vô tham, sân hận trở thành hết sân hận, từ bi hỷ xả, từ cái tâm ngu si tà kiến trở thành cái tâm có trí tuệ, có cái sự hiểu biết đúng sai phải trái chánh tà. Đấy là cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là bây giờ mình cần phải quy y Đức Phật, tức là mình quy thuận theo Đức Phật, mình tôn thờ Đức Phật thì mình cũng quy y pháp, tức là mình cần phải học cái giáo pháp, phải sống theo pháp, phải thực hành pháp, phải ứng dụng pháp vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Mình quy y tăng, có nghĩa là chư tăng là những người xuất gia, là cái người sẽ giữ gìn lại cái đạo pháp, là những cái người tu tập và thuyết giảng cái giáo pháp đó. Vậy thì đấy được gọi là ngôi tam bảo. Ngày nào còn Phật pháp tăng thì lúc đấy là tam bảo còn tồn tại ở trên thế gian này. Thì đấy là cái một cái người đắp nên một cái hình tượng Đức Phật, tạc ra những cái pho tượng Phật để tôn thờ Đức Phật. Ở đây không phải là Đức Phật là một cái đấng linh thiêng gì sẽ ban được cho mình những cái điều cao quý cả, mà ở đây mình hướng về cái hình ảnh của Đức Phật, thứ nhất là để mình tôn kính một cái đấng cao thượng, một cái đấng giác ngộ, một cái bậc thầy chỉ đường, một cái bậc không có tham sân si, một cái người thầy dẫn đường để cho chúng sinh đi đến chấm dứt, đi đến thoát khỏi cái khổ đau luân hồi sinh tử. Đấy là mình hướng vào cái hình ảnh Đức Phật, rồi sau đó mình khởi lên cái tâm cung kính Đức Phật, mình giống như là một cái người phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật, làm học trò của Đức Phật, và sẽ đi theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, cái thực hành theo những cái lời mà Đức Phật đã giáo hóa. Và đấy là cái, tức là giống như là cái hình tượng của Đức Phật như vậy, làm cái tấm gương để cho mình noi theo ở trên cuộc đời này. Đấy là cái mục đích, cái ý nghĩa mà khi mà những cái ngày lễ mình thường đến chùa, mình lễ Phật là thế, mình lễ Phật thì mình noi theo cái gương sáng của Đức Phật để thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Đấy mới là một cái người có trí tuệ, đấy mới là một cái người hiểu đúng với giáo pháp của Đức Phật. Đấy là cái người sống mà mình không mê muội, không mê tín, không có những cái tà kiến ở trên cuộc đời. Còn những cái người si mê, ngu si tà kiến ở trên cuộc đời thì người ta đến cửa Phật, người ta dâng lên một cái lễ vật gì đó, rồi người ta cầu xin Phật ban cho con cái này, Phật ban cho con cái kia. Người ta cứ làm như là Phật là bậc thần linh, có thần thông, có thể biến hóa ra được, giống như Tôn Ngộ Không biến hóa ra được để cho người này, cho người kia cái kia. Cái điều đó là vô lý, cái điều đó là ảo tưởng, cái điều đó là si mê, cái điều đó là những cái người không có hiểu đúng cái đạo Phật, người ta đang sống theo cái sự mê tín tà kiến ở trên thế gian. Thì đấy là những cái ngôi chùa không có thuyết giảng Phật pháp, những cái vị thầy không có giảng đúng cái giáo pháp, cho nên những cái người Phật tử ở đấy người ta mới mê tín như vậy, người ta mới tà kiến như vậy. Người ta đến chùa người ta cầu xin cái này cái kia, nhưng mà thật ra thì tất cả những cái thứ cầu xin đấy là không đúng, mà tất cả những cái điều mà mình có được là mình phải thực hành. Mà mình ví dụ như là một cái người thắp lên một cái nén hương lễ Phật, rồi sau đó mình cầu nguyện, thì cái công đức của cái việc dâng cúng một cái nén hương đấy thì mình cầu nguyện mình sẽ thành tựu ở cái sự cầu nguyện đó. Như mình cầu nguyện sức khỏe, mình cầu nguyện tài lộc, mình cầu nguyện những cái điều tốt lành cho bản thân mình, cho những người thân đã quá vãng, cho những cái người thân còn hiện tại, thì lúc đấy cái công đức nó sinh ra ở cái thứ nhất là nó sinh ra ở cái tâm thành kính, tức là cái tâm của mình cung kính với một cái bậc cao quý, cao thượng, đáng kính ở trên cuộc đời, nó tạo ra công đức, và cái công đức đấy mình ước nguyện nó sẽ thành tựu. Vậy thì cái sự thành tựu là cái tâm thành kính của mình nó sinh ra,
cái sự cầu mong của mình nó thành tựu nữa là do cái sự cúng dường những cái điều cao thượng như là dâng nén hương lên mình cúng Phật rồi mình cầu nguyện, thì đấy là cái công đức cúng dường về hương, công đức cúng dường về hoa. Ví dụ như hôm nay mình dâng rất nhiều hoa, những cái túi chủ nào mà dâng cúng những cái hoa đẹp này, rồi mình cầu nguyện cái gì nó thành tựu cái đó. Mình cầu nguyện sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ. Cầu nguyện những cái điều tốt lành cho mình, cầu nguyện cho những người đã quá vãng được siêu sinh, cầu nguyện cho những cái người thân còn hiện tại được bình an, yên vui, hạnh phúc. Thì cái công đức đó nó không phải là Đức Phật ban cho, mà cái công đức ấy nó sinh ra từ cái sự cúng dường hương hoa, cúng dường đèn nến, mình thắp nến cúng Phật đó, hoa đăng, đấy là mình đang cúng dường ánh sáng. Nên Đức Phật thì ánh sáng là tượng trưng cho cái trí tuệ cao thượng, cao quý, cho nên là khi mình cúng dường mình sẽ được hưởng những phước lành đó. Mình cúng dường những cái vật thực, những trái cây, những cái hoa quả hay là những cái thức ăn hàng ngày mình dâng lên cúng cũng được, Đức Phật không ăn, nhưng mà mình vẫn có phước, mình vẫn có những cái phước lành và mình vẫn có thể cầu nguyện được. Vậy nên là người ta thường cúng dường Phật là thế, cúng dường Phật bằng hương thơm, bằng hoa tươi, bằng cái nước tinh khiết, bằng cái đèn nến ánh sáng, bằng những cái trái cây, bằng những cái vật thực hay bằng những cái vật dụng khác cũng có thể cúng dường, có thể cúng dường bất cứ cái điều gì lên Đức Phật. Thì cái công đức đó mình có thể mong cầu cái điều gì nó mới thành tựu từ những cái công đức đó, chứ không phải là mình dâng những cái vật đó lên cúng dường rồi là Đức Phật sẽ dùng cái vật đó rồi Đức Phật lại trả công trả ơn lại cho mình bằng cách ban cho mình cái này cái kia, đó không phải. Đấy là do cái người biết tạo ra công đức, tạo ra phước đức, tạo ra cái phước này bằng cái tâm thành kính hợp với lại cái trí tuệ hiểu biết đúng với sự thật, cho nên mới gọi là thiện tâm nó cần phải hợp với trí tuệ. Còn cái tâm mê tín thì nó không tạo ra công đức, mà mình người có trí tuệ mới tạo ra công đức. Vì vậy nên muốn tạo ra công đức thì mình cần phải học pháp, mình cần phải ứng dụng được cái pháp đó trong cuộc sống thì mình mới có được những cái công đức. Còn những cái người nào muốn đi theo cái giáo pháp của Đức Phật, mình cần phải tu tập giống như Đức Phật, hàng ngày phải ngồi thiền, hàng ngày mình cần phải thực hành cái pháp thiền tịnh tâm, làm cho cái tâm nó thanh tịnh, gột rửa hết những cái phiền não. Rồi những cái người nào mà thực hành như vậy mình cũng sẽ giác ngộ giống như Đức Phật. Người nào mà thực hành với cái tâm định tĩnh, với thiền định thâm sâu, cũng nhớ lại được những đời sống quá khứ, cũng có thể thấy được các cái kiếp sống trước của mình, cũng có thể có thiên nhãn thấy được các cái cõi thiên giới, các cái cõi đọa xứ, cũng có thể đoạn trừ được các cái phiền não tham sân si. Đấy là cái giáo pháp của Đức Phật sẽ giảng dạy những cái điều đó. Vậy thì ngoài những cái việc mình cần phải hiểu, mình cần phải tu về thân, về khẩu, về tâm, thì mình cần phải tu tập để cho cái tâm nó thanh tịnh ra, giác ngộ ra. Thì một cái người mà tu tập giống như Đức Phật cũng sẽ giác ngộ như Đức Phật, cũng sẽ đoạn trừ được phiền não, cũng chấm dứt khổ đau, cũng đi đến niết bàn, chấm dứt tái sinh. Thì đó là cái mục đích, đó là cái ý nghĩa mà mình tất cả khắp mọi nơi người ta thường xây nên những cái ngôi chùa trang nghiêm, đắp lên những cái hình tượng Phật trang nghiêm, khởi lên cái lòng cung kính Phật, cúng dường Phật và tu tập theo những cái lời dạy của Đức Phật. Đó là cái mục đích mà mình cần phải ghi nhớ mỗi khi mình tôn thờ, mình đảnh lễ, cúng dường lên Đức Phật. Đấy là nhân hôm nay ngôi chùa Cụt Mọc này có cái ngày lễ an vị Phật tượng, thì các sư về tham dự cái buổi lễ có một cái thời pháp như vậy, chia sẻ với các Phật tử để mong rằng các Phật tử sẽ hiểu hơn về Đức Phật là ai và mình cần phải thực hành như thế nào cho đúng cái lời dạy của Đức Phật. Thì còn cái thời pháp hôm nay đến đây là chấm dứt.